Dinobot, những kẻ bất trị các bạn yêu thích Transformers chắc cũng không còn xa lạ gì đối với Dinobot, một nhóm các Transformers có Animus giống như khủng long. Các anh này cũng là đơn vị đánh cận chiến mạnh mẽ và hung bạo nhất trong quân đoàn Autobot dù dưới Robot Mode hay Animus. Đồng thời Dinobot cũng là nhóm khó bảo và hư hỏng nhất của Auto. Đặc điểm chung của các anh này là kiêu ngạo, bốc đồng, thiếu tính kỷ luật, không nghe lời và mất trật tự nên cũng không được những thành viên trong Autobot yêu quý gì. Hầu hết các anh này đều ghét Optimus Prime nên mặc dù là Autobot nhưng họ không mấy khi nghe lời. Việc tuân lệnh hay không còn tùy thuộc vào lệnh đó là gì đã. Hơn nữa, các Dinobots không coi Optimus là lãnh đạo thực sự mà là Grimlock, thủ lĩnh của Dinobots, có Animus là một con khủng long bạo chúa. Thậm chí quân đoàn Autobot cũng chẳng hề được các Dinobots coi trọng, hầu hết đều bị họ coi là yếu đuối, hèn nhát, không dám mạo hiểm để thực hiện những điều cần thiết trong cuộc chiến lâu dài với Decepticon. Chỉ có một số ít Autobot là được coi như đồng minh, những người thực sự có ích và ngay cả thế thì các Dinobots cũng không có mối quan hệ thân thiết với họ. Có thể nói, Dinobots giống như những phần tử bên lề xã hội, họ không muốn hòa nhập với Autobot nhưng cũng không theo phe Decepticon. Tất cả những ai không phải Dinobot thì đều ở ngoài thế giới của họ. Chính vì lẽ đó mà mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm đều cực kỳ thân thiết. Nếu bạn đối đầu với một Dinobot thì có nghĩa là bạn phải đấu với cả bầy. Các thành viên của Dinobot bao gồm Grimlock, thủ lĩnh Dinobot lãnh cảm với thương vong nhất. Anh ấy coi việc sống còn là một phần của cuộc chiến, phải liều lĩnh thì mới thắng được. Thêm nữa là Grimlock chưa bao giờ quan tâm về tính mạng của các loài khác cả, đánh nhau ở trái đất nhưng ảnh coi con người như kiểu con sâu cái kiến. Thoải mái dẫm đạp, thực ra anh ấy thường khá khinh con người, chính vì những lẽ đó mà Grimlock không thể hòa hợp nổi với Optimus và cũng chẳng muốn nghe lệnh của Prime. Silager trai hư, anh này có nhiều tai tiếng nhất đội, khó chịu, xấu tính, cau kỉnh và bạo lực tới mức độ có thể bị nhầm với một Decepticon. Silager có thể đánh nhau với bất cứ ai, về bất cứ cái gì dù là nhỏ nhặt nhất và thường hay chơi bẩn. Anh ấy không thích gì hơn là được giết kẻ thù, bao gồm cả một số Autobot mà anh ấy ghét nhé, bằng cách đun lỏng chúng ra với ngọn lửa nóng tới 3.000 độ C của mình. Thậm chí anh ấy có thể tắm trong đám chất đó với niềm hân hoan hạnh phúc. Không Dinobot nào ưa Optimus, nhưng đối với Silager và Sylvester thì phải nói là ghét cay ghét đắng. Mà trên thực tế thì Silager chẳng thích ai cả. Ngay cả mệnh lệnh của Grimlock anh ấy vẫn cãi lại như thường, buồn cười là anh ấy lại chính là đội phó. Chính vì cái thái độ như vậy nên khi Silager làm trò gì đó thiếu não thì các anh Autobot không thích đến giúp bằng. Animus của Silager là một con khủng long ba sừng có thể phun lửa và có sức mạnh siêu phàm. Sừng của Silager cũng có thể bắn tia LED. Ở Robot Mode thì Slager mang một thanh kiếm, một khẩu súng bắn LED năng lượng cao và một quả tên lửa. Sylvester đứa ngốc, các Dinobots vốn là không thông minh lắm, nhưng nếu đem Sylvester ra so sánh thì bốn anh còn lại phải thuộc cấp độ giáo sư tiến sĩ. Tuy không được phần đầu óc nhưng Sylvester lại có một sức mạnh ấn tượng, anh ấy chỉ thua kém mỗi Grimlock về sức mạnh. Sylvester căm ghét Optimus tột độ vì cho rằng chỉ có kẻ mạnh nhất mới được làm thủ lĩnh, và đối với anh ấy, Grimlock là Autobot mạnh nhất nên dĩ nhiên phải được lãnh đạo. Tuy nhiên Sylvester là người cực kỳ tin vào lý tưởng của Autobot nên vẫn chịu đựng Optimus. Về cơ bản thì anh ấy khá là tốt tính so với mấy anh còn lại. Điểm mạnh của Sylvester là anh ấy rất mạnh, còn điểm yếu của anh ấy là quá ngu. Anh ấy biến hình thành một con khủng long cổ dài, ở Robot Mode Sylvester có thể bắn tia LED từ mắt và bắn năng lượng từ miệng. Sinazo, kẻ lặng lẽ, anh này có đặc điểm là lúc nào cũng không vui, cô đơn, khó gần. Sinazo chỉ miễn cưỡng tuân theo lệnh của Grimlock. Không chỉ ít nói mà anh còn ít ý kiến, mà ngay cả có ý kiến thì anh cũng chẳng hề lộ ra tí nào. Thậm chí anh còn nhường hẳn việc nghĩ cho đứa khác. Chính vì lẽ đó mà lúc nào Sinazo cũng cảm thấy mình bị cô lập và không bao giờ hạnh phúc. Anh ấy ghét cả cái Animus của mình và ghét cuộc chiến, vì nó mà có thể Sinazo sẽ không bao giờ được trở về Cybertron yêu dấu nữa. Anh ấy chỉ tìm thấy niềm hạnh phúc trong đánh nhau, chén giết làm Sylvester thấy dễ chịu hơn, xua tan nỗi đau trong tim và giúp quên đi mọi thứ. Chắc tại thế mà khả năng cận chiến của Sylvester cao hơn các anh còn lại. Animus của Sinazo là một con khủng long phiến sừng và có bộ giáp không thể công phá. Các tấm chắn của Sinazo hấp thụ năng lượng mặt trời nên anh ấy sẽ mạnh gấp 10 lần nếu chiến đấu vào ban ngày và yếu đi nhiều vào ban đêm. Seagooper tâm hồn nhạy cảm, anh này thân thiện và hòa đồng nhất trong cả lũ. Thậm chí Seagooper còn được coi là tốt bụng, tử tế, lạc quan và hơi bị phô trương. Nhưng mà, hầu như chẳng ai biết điều này vì nghe đến Dinobot người ta cũng thấy dè chừng rồi chứ ai mà lại gần tìm hiểu. Ngoài ra thì Seagooper còn có khả năng không chiến tuyệt vời và sử dụng bom một cách điêu luyện.
Niềm vui lớn trong đời của Sea Gooper là nhìn thấy kẻ thù của mình hoảng loạn tột độ và bỏ chạy và vỡ vụn sau những pha không chiến của mình. Bên cạnh đó thì anh cũng không ưa gì Optimus, đặc biệt là ở phong cách lãnh đạo. Anh cũng có những đặc tính của Dinobot là không nghe lời, vô kỷ luật và ngạo mạn. Anmut của Sea Gooper là một con thần lằn sấm hay khủng long bay có khả năng phóng tên lửa không đối không dưới cánh. Điểm yếu duy nhất lại nằm ở đôi cánh rất mỏng manh và dễ bị tổn thương. Ở một số vũ trụ khác thì Dinobot đôi lúc có thêm. Bá đồ bạn với mọi nhà anh này thân thiện tới mức ai cũng chơi cùng. Grim Master đần hơn Sylacher hồi xưa từng là Deception nhưng sau đó anh ấy đã chuyển phe vì cảm thấy mình quá khác biệt. Anh ấy đặc biệt thích những thứ dễ thương, như là bọ chẳng hạn. Sika chỉ còn là ký ức anh này là một medic và đã cố tạo ra một Anmut mới cho cả đám Dinobot, nhưng sau đó thì các Dinobot đã không khống chế được sự hung hãn của mình. Ska chết bởi chính tay người bạn thân Grimlock. Nguồn gốc của Dinobot cũng khá là rối rắm. Có vũ trụ thì các anh này được tạo ra ở trái đất bởi Winzap và Ratchet nhưng cũng có vũ trụ cho rằng họ được tạo ra bởi Shockwave. Nói chung là không có gì rõ ràng cả, chỉ có thể thấy rằng dù ở đâu và do ai tạo ra thì tính tình các Dinobot vẫn khó bảo và Zukon. Nhưng có lẽ vì tính cách bất trị mà các Dinobot thu hút được một lượng fan rất lớn, các mặt hàng ăn theo cũng bán rất chạy. Ở một số vũ trụ Dinobot có thể hợp thể thành một super robot gọi là Zerbis. Dưới dạng hợp thể này họ có thể đánh bại Devastator.